Xin chào các bạn. Ở cái video lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn chúng ta làm được cái phần mở giao diện chính rồi. Ở phần này thì mình dẫn các bạn làm cái phần thay đổi mật khẩu này, quản lý người dùng này và các cái phần chức năng tiếp theo. Đầu tiên là chức năng thay đổi mật khẩu thì chúng ta sẽ xử lý thế nào? Thì chúng ta sẽ phải thiết kế một cái giao diện để đổi mật khẩu này, có username này, pass này và mật khẩu mới này. Và sau đó sẽ có cái chức năng để chúng ta cập nhật. Đấy, chúng ta sẽ làm cái form đầu tiên. Để mình sẽ quay về phần visual. Chúng ta tắt những cái phông dùng đi. Thu hết project vào đây. Cái form đổi mật khẩu thì các bạn thể tận dụng được cái form đăng nhập này. Chúng ta paste vào đây. Thế đó các bạn đổi tên đi. Đây là FLM này trên password các bạn. Sau đó nhấn đến về đó, các bạn mở cái form này ra. Nó có bị lỗi hiệu copy thì không có gì cả, các bạn click vào view code này. Đây là cách để chúng ta có thể copy các form với nhau. Các bạn Ctrl H này, thay thế cái form login bằng cái form thay đổi mật khẩu và chọn cái mục tiêu thay thế đó là current document. Đấy. Hai cái này. Tương tự các bạn mở cái file designer.cs ra. Các bạn cũng làm tương tự như vậy, cũng Ctrl H này, thay thế login bằng thay đổi path. Leaflet. Đó. Đây là các bạn nhìn đây, chúng ta đang mở cái form thay đổi path. Chúng ta sẽ sửa các thông tin ở form này. Các bạn đổi cái này thành thay đổi mật khẩu. Và cái icon chúng ta cũng đổi lại cho nó ý nghĩa. Các bạn chọn cái nào liên quan đến cái biểu tượng cái khóa ấy, thì nó sẽ hợp lý hơn. Đây, mình có cái đầu này. Các bạn tải thêm tạo lại nội dung tạo cái này. Đấy. Chúng ta sẽ đổi hết các cái phần tiêu đề này đi. Đây là đổi mật khẩu. Đó. Các bạn cho nó ra giữa đây. Đây mật khẩu hiện tại này. Đấy. Sau đó các bạn sẽ thêm cái phần mục vật có mới này. Để chúng ta sẽ căn chỉnh cho cái đống này. Đây, mình đổi hết tên mật khẩu hiện tại này. Mật khẩu mới này. Chỗ dưới sẽ là phần xác nhận mật khẩu mới này. Hãy nhập lại đi. Đấy. Sau đó chúng ta căn chỉnh. Chọn cái phần tài khoản này. Đây các bạn chọn cái này. Make vertical square của nó sẽ bằng nhau hết này. Cho nó tay đóng hàng ngang. Đây. Cái tay bao là các bạn bôi đen hết thùng này này, chọn thằng đầu tiên làm chuẩn, các bạn đóng đây, hơn này phát thẳng này, sau đó quét hết cả cái đồng này này, các
các bạn cho nó phần align center này đi. Đấy. Tương tự cái phần button là các bạn căn chỉnh. Chạy cho nên xíu. Rồi. Sau khi các thứ ok, chúng ta sẽ tiến hành đổi cái tên text box này đi. Đây sẽ là tt new path này. Cái đây sẽ là tt of new path. Đấy. Chúng ta kiểm tra xem tab order ok chưa. Các bạn thêm cái tab order này vào. Đây chúng ta thử này. 1 này. 2 3 4 5 6 đấy. Rồi. Bây giờ quay về cái giao diện trang chủ, tức là cái form main này, các bạn mở cái này ra. Chúng ta vào menu thật là mật khẩu. Đó. Cái chỗ này đang để tiếng Việt thì chúng ta đổi này. Tên cho nó khác đi, dụ bên MN này, trang password. Đấy, sau đó các bạn kích đúp vào đây. Và chúng ta sẽ mở cái form thật là mật khẩu cái này. Đây. Sau nó lên này. Để chúng ta thử này. Thay đổi mật khẩu thì chúng ta mở cái form lên. Đây các bạn thấy không? Đây chính là cái form thứ tab order này. Đấy. Cái này chưa được chuẩn lắm. Chúng ta chỉnh một chút tab order được. Rồi ta thử nào. Rồi ok các bạn, đấy. Đây là cái form thay đổi mật khẩu và chúng ta sẽ xử lý để khi người ta nhập đúng username password hiện tại này thì cho phép người ta nhập mật khẩu mới. Với điều kiện là cái nhập khẩu mới này và cái nhập lại nó phải khớp nhau. Đấy. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái form này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.